Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày canh thân tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Thuộc Nguyên Vũ giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu Trần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh Thạch Lưu Mộc ngày canh thân tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm Thạch Lưu Mộc kỵ tuổi Giáp Dần Mậu Dần ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hùng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Về các sao xấu trong ngày gồm có sao cựu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc. Khai trương, sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đuốn xiêm tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đuốn xiêm tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên bạn đang gặp được vận quý nhân dẫn đường trị lối cho bạn. Cho nên, đường tình duyên của bạn tuổi Tý nhờ thế mà rất chi là khởi sắc, có được cơ hội để tăng thêm các mối quan hệ xã giao với mình, từ đó tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để không mất nhiều thời gian lãng phí khi bạn đang có được cơ hội để thăng tín đến với mình. Cấp trên sẽ nhìn nhận những biểu hiện của bạn vào thời điểm này. Và có thể với bạn mệnh tuổi Tý sẽ thấy nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn đừng có vội thấy khó khăn mà bỏ cuộc có nhiều điều khó khăn hơn nữa sẽ đeo bám bạn nếu như bạn không chịu cố gắng hết lần này tới lần khác. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, quý nhân chia chở, vận trình xuân xỉa. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, may mắn đi thiêu, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi mậu tý thuộc họ, có thể tìm được nhân duyên phù hợp với mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, hại nỗ lực, để giành lấy thứ mình muốn từ vi tuổi nham tý thuộc mộc có được vận số tốt trong ngày và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số một số ba giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn sẽ cảm thấy chán nản trong khi công việc của bản mệnh không nhận được sự công nhận của cấp trên dù bạn đã cố gắng rất chi là nhiều thương quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi sửu tinh thần bị sa sút thiếu đi sự kiên nhẫn bạn mệnh tuổi sửu trong ngày này có thể nội nóng với đồng nghiệp cấp trên vì những lý do không chính đáng khiến cho những mối quan hệ ở nơi công sở của mình trở nên tệ hơn và bạn tuổi sửu bạn cần phải chấn chỉnh lại chấn chỉnh lại chính bản thân mình chứ không phải là đổ lỗi cho người khác Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim, cho nên về phương diện tình cảm của bạn không được tốt, con đường tình duyên của bạn gặp lận đận và với bà tuổi Sửu, bạn hy sinh bản thân cho gia đình nhưng chưa chắc đã được ghi nhận. Có lẽ bạn đang chọn lầm người phù hợp với mình rồi đó vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình duyên trắc trở không có nhiều niềm vui tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ nạn lòng trước khó khăn dẫn đến thất bại tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa than vãn vì những điều diễn ra không đúng như ý của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ dễ bị cấp trên khiển trách vì làm việc thiếu hiệu quả tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng buồn bã mà hãy tìm cách để vực mình dậy. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này khiến cho mối quan hệ giữa bạn tuổi dần và người ấy trở nên tệ hại hơn hẳn. Đôi bên có chiến tranh lạnh, không ai muốn nói thêm một lời với ai và với bà tuổi dần đang có những mâu thuẫn trước đó vốn chẳng quá lớn nhưng cái tôi của cả hai người đều chẳng nhỏ chút nào rồi không ai chịu nhường nhìn ai cho nên mới gây ra cơ sự như thế này nếu như bạn không nhanh chóng tìm cách giải quyết sớm thì chuyện tan vỡ sẽ dẫn đến với bạn rất chi là nhanh và xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên, có những bế tắc trong công việc của bạn tuổi dần đã được giải quyết một cách ngôn lành. Và với bạn tuổi dần, bạn biết cách nhìn ra cơ hội từ trong nghịch cảnh. Thế nên, những vấn đề còn tồn động trước đó của bạn nhanh chóng được xử lý. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, mâu thuẫn gia đình khiến cho không khí căng thẳng. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, tình cảm trở nên rạn nứt mau thuận gay gắt tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ công việc có bức chuyện mình ngoại mục tử vi tuổi canh dần thuộc mộc biết cách để biến nhược điểm của mình thành ưu điểm tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đang có ưu thế nhiều hơn trong mọi công công việc vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là trong công việc bạn tuổi mão thể hiện được sự nghiêm túc hết mình với những gì mình đang chịu trách nhiệm bên cạnh đó bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho bạn được thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình với bà tuổi mão có thể sẽ có đôi chút lo lắng về những vấn đề khó khăn ở phía trước nhưng suy cho cùng thì chẳng có thành công nào đến một cách dễ dàng nào có ai trải thảm hoa hồng để đi đến thành công cho bạn với những quyết tâm của mình và bạn tuổi mão hoàn toàn có thể làm được điều đó ngày này đối với bà tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc cái điều này có thể cho thấy với bà tuổi mão do tập trung quá mức vào công việc cho nên bạn có phần sao nhạc trong chuyện tình cảm mặc kệ những lời nhắc nhở của cha mẹ bỏ qua những lời chọc ghẹo của bạn bè bạn thấy giờ chưa phải là lúc Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên không như ý dễ bị hiểu lầm tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa mệt mỏi nhưng không thể tử bỏ. từ bỏ tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tự tìm cách để nuôi sống bản thân mình còn hơn là ăn bám tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình yêu là thứ kỳ lạ không thể tìm ký mãi tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần tự học cách tạo ra tình yêu cho mình và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu, bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn với mình, chẳng những được tam hợp quý nhân phù trợ mà bạn mệnh còn có được thần tài ở bên dìu dắt cho bạn nữa. Trong ngày này, đối với bạn tuổi thìn, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, thân tí thìn, cho nên cái vận quý nhân sẽ giúp cho bạn, dù còn là độc thân, cũng sớm tìm được người chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với mình. Cứ ngỡ tình yêu quá xa vời, nhưng hóa ra nó lại ở ngay trước mắt bạn mà thôi. Trong vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh là tín hiệu tốt cho chuyện kinh doanh buôn bán với bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi dần, thoải mái thể hiện năng lực của mình và phát triển được chuyện làm ăn buôn bán với mình trong ngày hôm nay khá chi là tốt. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bà tuổi thìn, xuất hành đi xa cũng rất tốt và bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho việc ký kết hợp đồng hay là đầu tư kinh doanh công việc gặp nhiều thuận lợi và có được lộc về cho mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tiền bạc lớn mạnh nhờ biết kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm được thăng hoa có người tọa tình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng tìm kiếm ở những nơi quá xa xôi. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy dành thời gian để nắm bắt thời cơ phát tài với mình. Và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi than. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn sẽ cực kỳ là suôn sẻ thuận lợi. Và với bà tuổi tỵ bạn cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì bạn đã sống đúng quân người thật của mình. Cũng có những lúc với bà tuổi tỵ bạn cảm thấy hoang mang vì không biết phải làm như thế nào để trở thành một nửa hoàn hảo với đối phương. Nhưng rồi bạn tự nhận ra đó không cần thiết, chỉ cần hợp nhau là được. Và với bà tuổi tỵ trong ngày này, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ đang có sự cố chấp quá mức. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi tỵ gây ấn tượng xấu với cấp trên khi mà bạn cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến của riêng mình mà không quan tâm xem lại liệu điều đó mình đang làm có thực sự đúng đắn hay là không. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họa tình yêu không phân biệt khoảng cách từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ hãy cứ là chính mình như bạn vốn có từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đừng gây ấn tượng xấu với người xung quanh từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên thoải mái tiếp thu ý kiến của người khác từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cố chấp sẽ khiến cho bạn đi lùi nhiều bước về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày điên tối với mình khi mà tiền bạc trong tay bạn chẳng có cánh mà bay. Bạn nhẹ dạ cả tin và phải trả giá nhanh chóng. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này với bạn Dễ rơi vào mối quan hệ tình cảm tay ba Nếu như bạn cứ mãi nuông chiều cảm xúc cá nhân Bạn cần phải tự vạch ra ranh giới cho bản thân mình Và kiên quyết không bước qua ranh giới đó Bên cạnh đó Trong cái vận trình ngày thứ ba này Đối với bà Tử Ngọ Bạn lại đang gặp ngày kim hỏa mâu thuẫn Cái điều này cho thấy Vợ chồng của bà Tử Ngọ Cũng dễ nảy sinh những mâu thuẫn Vì những mối quan hệ xã giao không rõ ràng Và với bà Tử Ngọ bạn cần phải hiểu được tâm trạng của đối phương thay vì giận hờn, trách móc. Về tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc kim, mau thuận gia đình, căng thẳng gay gắt. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc thủy, tiền bạc hao hụt, do không biết quản lý. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc hỏa, nhẹ dạ cả tin, nên dễ mắc lừa người xấu. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc thổ, cần rạch ròi hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mộc, đừng để cho bản thân phải chịu thiệt thòi. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh làm mờ mắt bạn thiếu đi ý chí làm việc bà tuổi mùi cảm thấy nản lòng trước những khó khăn không thực sự quyết tâm cho mục tiêu mà mình đã chọn từ trước Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim. Có vẻ như với bà tuổi mùi đang bị sao lãng về tinh thần bởi chuyện tình cảm. Người ấy có những biểu hiệu lầm và không chịu lắng nghe lời giải thích của bạn khiến cho những mâu thuẫn càng ngày càng tăng cao. Và với bà tuổi mùi cũng có những lúc bạn cảm thấy bí bách và muốn từ bỏ mối quan hệ hiện tại tình cảm vẫn còn nhưng bạn đã kiệt sức khi cứ mãi phải đi theo sau để giải quyết sự cố và xoa dịu cảm xúc của đối phương. vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình yêu không thể gượng ép được mãi mãi. tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không có tinh thần làm việc. tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa thiếu sự chuyên tâm với việc đang làm. tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, đừng chỉ dựa dẫm mãi vào người khác. và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh sẽ làm cho bà tuổi thân đang có được cái nguồn tài lộc rực sáng con đường tài vận của bạn cực kỳ là hanh thông, thuận lợi. Với bà tuổi thân, những may mắn về tiền bạc sẽ giúp cho bạn mệnh thay đổi cuộc sống của mình. Và bà tuổi thân trong ngày này, bạn cần phải lợi dụng sự may mắn để đốn thêm cát khí, thực hiện những kế hoạch quan trọng của mình và thu về những thành công như mong muốn. Đừng có e ngại, nếu như có thất bại, phải có thất bại thì mới có thành công với bạn được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn tuổi thân lại đang có điểm báo, có nhiều vấn đề. Bạn mệnh cần phải chú ý, giữ ấm trong những ngày, thời tiết lạnh giá. Nếu không, có thể mắc phải các bệnh về hô hấp khiến cho sức khỏe của mình bị giảm sức đề kháng đi rất nhiều về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy con đường tài lộc của bạn lý tưởng tiền bạc được dồi dào tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa kiếm tiền dễ dàng nhờ có được sự may mắn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sức khỏe không được tốt dễ mắc bệnh về đường hô hấp tử vi tuổi canh thân thuộc mộc cần biết chăm sóc cho bản thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim kiếm tiền nhưng cũng cần phải biết tiêu tiền nữa Vậy đánh giá của bà Tử Than trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi dậu Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn sẽ đốn một ngày ngập tràn tình yêu khi mà bạn đang gặp được ngày của tam hội cục ở bên. Và với bà tuổi dậu chẳng thể nào ngồi in được khi mà người ấy đã bày tỏ tình cảm đến mức ấy với bạn rồi. Thực chất, cả đôi bên đều đã có tình cảm với nhau, trái tim bạn vốn cũng đã rung động lên rồi. Chỉ là nhờ người ấy bước thêm một bước nữa về phía mình, xác định tình cảm của nhau mà thôi. Bạn hãy đón nhận tình cảm để sống được hạnh phúc ở bên nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi dậu, bạn cũng đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cho thấy con đường tài chính của bạn trong ngày hôm nay trở nên vững vàng và ổn định hơn, bạn mệnh có thể sẽ cần phải tiết kiệm hơn trong các chi tiêu của mình để tránh tài lộc của mình bị thất thoát nữa. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tài lộc được ổn định, nguồn thu vững vàng. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa có được nhiều cơ hội để tiến về phía trước. Từ vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ hãy sống thật lòng với mình, từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc đừng có sợ bị tổn thương nếu có nhiều tình cảm tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hãy cố gắng để không sa ngã hơn và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu bạc màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được báo hiệu, bạn trải qua một ngày rất chi là khởi sắc về con đường tình duyên và ngày này với bà tuổi Tuất chắc lẽ sẽ sắp đuốn vận đào hoa tới đối với những bạn đang quản độc thân chẳng mấy nữa là tìm được người có thể chung đường tình với mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi tuất bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh nối tiếp niềm vui trong ngày khi mà bạn đang có được cái nguồn tài lộc ùn ùn kéo về nhà cho bạn và với bà tuổi tuất sau bao ngày làm lụng vất vả thì cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt của cây mình vun trồng. Và trong ngày này, đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì sức mua tăng lên nhanh chóng của người khiến cho hàng hóa trong kho bạn dần vơi đi. Mùa mua sắm mang đến cho bạn tuổi tuất biết bao nhiêu tài lộc, túi tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phòng với bạn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tiền bạc sung túc kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ có được nhiều cơ hội để kiếm tiền về tay. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm không phải lúc nào cũng như mong đợi. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim bạn có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy hãy sống hết mình với những gì mình đang có. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cho nên với bà tuổi hợi đang có điểm báo có những hiểu lầm nhô nhổ trong ngày hôm nay sẽ khiến cho tình yêu giữa bạn và người ấy bị bào mòn. Và với bà tuổi hợi bị tổn thương khi không được người yêu thương của mình trân trọng đã vậy trong ngày này với ba tuổi hợi bạn đang còn gặp phải họa tiểu nhân khi mà thiên quan xuất hiện không ngừng dựa trò phá hoại công việc của bạn bạn bảy tuổi hợi cố gắng hết sức để có thể hoàn thành được mục tiêu thì lại phải làm lại từ đầu bên cạnh đó trong ngày này với ba tuổi hợi bạn cần phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa đừng để cho đối phương qua mặt hết lần này tới lần khác như vậy ai cũng có giới hạn của riêng mình và bạn hãy khẳng định sự mạnh mẽ của mình bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ tình cảm diễn biến không được suôn sẻ tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ dễ bị tiểu nhân quấy phá công việc gặp khó khăn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công sức bỏ ra tan thành mây khối tử vi tuổi tân hợi thuộc kim hiểu lầm gai gắt vì những chuyện chẳng đáng, từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, tình cảm càng ngày càng phai nhạt. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Tụi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.